giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cảm của chúng sanh, có kẻ hữu tâm, cũng có kẻ vô tâm. Ứng của Phật Bồ Tát hoàn toàn là vô tâm. Nếu Phật Bồ Tát có tâm thì họ là phàm phu, không phải là Phật Bồ Tát. Cảm của chúng sanh, đó gọi là có cảm rõ, có cảm ngầm. Rõ là rõ ràng. Chúng ta cầu Phật Bồ Tát phù hộ, cầu Phật Bồ Tát gia trì, đây là cảm rõ, rất rõ ràng. Còn có loại là chúng ta vẫn chưa khởi tâm động niệm. Không phải không có khởi tâm động niệm, vì ý nghĩ vô cùng vi tế, chính mình còn không thể nhận biết. Phật Bồ Tát đã biết rồi, các ngài cũng đến ứng. Ứng của Phật Bồ Tát cũng có ứng rõ, cũng có ứng ngầm. Ứng ngầm là gia trì trong âm thầm, các vị không nhận biết được. Ứng rõ là hết sức rõ ràng, khiến các vị nhận thấy rõ ràng. Hồi trước tôi từng nêu với các đồng tu, là nửa năm trước, bà cư sĩ Lưu Tác Thuyên trước đây từng sống bên Mỹ. Năm ngoái bà rời Mỹ đáp về Úc. Chúng tôi mua một chỗ nhỏ ở Úc Châu, tôi không thể sống bên đó. Tôi bèn để sư cô Ngộ Khiêm cùng với bà sống trên núi. Người trên núi rất ít. Trấn nhỏ nơi chúng tôi sống diện tích rất lớn, mà dân số chỉ có 3.000 người. Bà nói với tôi sự tình này xảy ra nửa năm trước. Pháp sư Ngộ Khiêm xuống núi học lái xe. Học lái xe 2 tuần tại Brisbane. Một mình bà sống trên núi. Hai người họ sống trên núi vô cùng tinh tấn, đích thực cầu Phật Bồ Tát phù hộ. Tâm họ chẳng yên vì xung quanh chẳng có người. Ngộ Khiêm bảo tôi, chúng tôi ngày ngày bái Phật. Sau khi bái Phật, bái quán trưởng, xem bức ảnh của quán trưởng như đang cúng Phật Bồ Tát vậy, cầu quán trưởng phù hộ. Trong 2 tuần này, trên núi chỉ có mỗi bà cư sĩ Lưu sống. Bà nói có một hôm bà vào thành phố mua đồ, thì thời gian còn sớm, bà đi gội đầu. Gội đầu xong thì trời tối, không tìm thấy đường về. Đường cái không có vấn đề gì, nhưng rẽ sang đường nhỏ không tìm thấy. Bà nói phải lái xe rất lâu. Phải nói tuyến đường đó chúng tôi chạy 15 phút là tới. Bà lái rất lâu, vậy mà vẫn chưa thấy đường về nhà. Trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, chắc là đi lỡ trấn rồi. Cho nên bà quay đầu xe lại, lái rất chậm dò cho kỹ. Lúc đi đến ngã rẽ, bà chợt thấy căn nhà mình có ánh đèn sáng. Bên ngoài ngôi nhà hoàn toàn sáng đèn. Bà hết sức vui mừng, cứ nghĩ chắc Ngộ Khiêm về rồi.
Kỳ thực Ngộ Khiêm đang ở Brisbane, bà cho là cô ấy về rồi nên rất vui. Lái xe đến nhà thì cửa khóa. Bà mở khóa cửa. Mở cửa chính, bà đi vào thì chỉ thấy tối thui, không có người nào cả. Đây là cảm ứng. Từ đó về sau, bà nói bà không sợ sống trên núi nữa, bị có Phật Bồ Tát phù hộ. Khi bà gặp khó khăn thì có cảm ứng rõ ràng vậy. Vô cùng bất khả tư nghị. Đó là cảm ứng rõ, quá rõ ràng. Cho nên đạo tràng quả thật có chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Vấn đề là các vị phải thành tâm học đạo. Mục tiêu là ngay một đời này phải chắc chắn thành tựu. Các vị mới có thể được chư Phật hộ niệm. Thế gian này toàn là giả, đều rỗng suông. No more a sea.
Yeah.